Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 15 tháng 11, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng, sinh năm 1963, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản, quy định tại Điều 170 Bộ Luật Hình sự. Các quy định tố tụng nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn và cơ quan điều tra đã thi hành các quyết định vào ngày 14 tháng 11. Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường, sinh năm 1986, thường gọi là Cường Quát, là đối tượng hình sự có 3 tiền án, trú tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, về tội cưỡng đoạt tài sản quy định tại khoản 4, điều 170 Bộ Luật Hình sự. Quá trình bắt khám xét, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật, phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án theo quy định. Ông Lưu Bình Nhưỡng từng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 năm 2016 đến năm 2021, thuộc đoàn đại biểu tỉnh Bến Tre, ủy viên ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội năm 2016 đến năm 2021, phó trưởng ban dân nguyện Quốc hội Việt Nam. Phó Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Thụy Sĩ. Ông Nhưỡng cũng từng là Phó Chủ nhiệm Khoa Pháp luật Kinh tế Đại học Luật Hà Nội. Tính đến năm 2010, ông đã có 22 năm làm giảng viên Đại học Luật Hà Nội. Sau đó, ông Nhưỡng làm tránh văn phòng Tổng cục thi hành án dân sự Bộ Tư pháp, tham mưu cho Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương. Ông Nhưỡng không được giới thiệu tái cử đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021 đến 2026 do quá tuổi theo hướng dẫn 36 của Ban tổ chức Trung ương. Sau khi tiếp nhận kết quả điều tra bổ sung và hồ sơ vụ án Đặng Thị Hàn Ni, 46 tuổi, luật sư nhà báo, luật sư Trần Văn Sĩ, 66 tuổi, có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp tục trả hồ sơ lần 2 đối với vụ án, yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra công an Thành phố Hồ Chí Minh làm rõ thêm một số vấn đề, trong đó có việc làm rõ vai trò của một số cá nhân liên quan. Trước đó, hai bị can này bị công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo nội dung vụ việc, bà Đặng Thị Hàn Ni đã sử dụng tài khoản YouTube cá nhân và Facebook cùng tên nhà báo Hàn Ni có một số buổi ghi hình với nội dung đăng tải liên quan đến vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng. Cơ quan điều tra giám định nội dung clip có tiêu đề bà Hằng có quyền ngồi xổm trên pháp luật không đăng tải ngày mùng 3 tháng 9 năm 2021 và xác định bà Hani Ni có 4 phát ngôn liên quan đến thông tin bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng. Về lý do đề cập đến vợ chồng bà Phương Hằng, công ty Đại Nam cũng như quỹ Hằng Hữu, bà Hani Ni nói rằng trước đó bà Nguyễn Phương Hằng có nhiều buổi livestream xúc phạm danh dự nhân phẩm của bà. Về những thông tin phát ngôn trong các clip, bà Han Ni khai lấy từ các báo chính thống đã đăng tải, không có xác minh tính đúng sai cũng như không cần có sự chấp thuận của cơ quan báo chí. Đối với luật sư Trần Văn Sĩ, cơ quan điều tra xác định ông Sĩ đã sử dụng kênh YouTube cá nhân, luật sư Trần Văn Sĩ đăng tải những clip thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng xâm phạm đến lợi ích của công ty cổ phần Đại Nam. Ông Sĩ đã thừa nhận những thông tin ông dùng để phát ngôn trong các buổi ghi hình là lấy thông tin từ các buổi ghi hình của bà Nguyễn Phương Hằng trước đó, đồng thời lấy thông tin từ các bài báo của các cơ quan báo chí chính thống và ông căn cứ vào các văn bản pháp luật để phân tích. Về nguyên nhân tham gia vào các cuộc chiến trên mạng xã hội gây ồn ào, ông Sĩ cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức live stream trong thời gian dài và có nhiều phát ngôn gây chia rẽ, trái thuần phong mỹ tục, nhục mạ nặng nề giới nghệ sĩ, nhà báo. Do đó, ông không vừa lòng, có thái độ bực tức và có những clip trên kênh youtube cá nhân để đưa ra những phát ngôn nhằm góp đứng nói là hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của bà Nguyễn Phương Hằng ông sĩ có những phát ngôn trên các clip nói những thông tin về ông huỳnh uy dũng công ty đại nam trong các clip ông sĩ khai rằng do ông dũng xuất hiện trong một số clip live stream ủng hộ quan điểm của bà hằng ngoài ra bà hằng liên tục yêu cầu giới nghệ sĩ sau kê hoạt động tư thiện nên ông phát ngôn đáp trả về quỹ hàng hữu cũng như nói về cá nhân ông huỳnh uy dũng ông trần văn sĩ cũng khai không có thù hằn mâu thuẫn gì với vợ chồng bà hằng Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 14 tháng 11, theo giờ địa phương tức khoảng 0 giờ sáng ngày 15 tháng 11 theo giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế San Francisco, Hoa Kỳ, bắt đầu chuyến công tác tham dự tuần lễ cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC 2023 và kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ theo lời mời của Tổng thống hợp chủng quốc Hoa Kỳ Joe Biden đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay San Francisco có Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Napper, đại diện ban tổ chức APEC 2023. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng và Phu Nhân, Đại sứ trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Đặng Hoàng Giang, Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Hoàng Anh Tuấn, cùng đông đảo cán bộ, nhân viên, tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco. Theo chương trình, trong khuôn khổ các sự kiện của tuần lễ cấp cao APEC 2023, chủ tịch nước võ văn thưởng sẽ cùng các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC thảo luận những vấn đề có ý nghĩa then chốt đối với kinh tế thế giới và khu vực, đề ra những định hướng hợp tác về thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhiều lĩnh vực khác. Việt Nam sẽ cùng các thành viên thúc đẩy tinh thần đối thoại, xây dựng trách nhiệm, đề cao chủ nghĩa đa phương, cùng hợp tác, cùng hành động về sự phát triển bền vững và thịnh vượng của khu vực. Dự kiến trong chương trình. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ tham dự và phát biểu dẫn đề tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp CEO Summit, tham dự các buổi đối thoại giữa các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC với đối tác khách mời dự hội nghị cấp cao khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Chủ tịch nước cũng sẽ có các hoạt động tiếp xúc song phương với các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC, lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế tham dự tuần lễ cấp cao APEC 2023. Đối với các hoạt động song phương, dự kiến Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ có các buổi tiếp xúc với các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, tham dự và phát biểu trao đổi chính sách tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Hoa Kỳ CFR và dự bàn tròn kết nối doanh nghiệp địa phương về công nghệ cao dự kiến Chủ tịch nước cũng sẽ gặp gỡ lãnh đạo một số công ty và tập đoàn hàng đầu của Hoa Kỳ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Mỹ để tham dự tuần lễ cấp cao Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC Ông dự kiến sẽ có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên với Tổng thống Mỹ Joe Biden sau một năm. Đây cũng sẽ là chuyến công du đến Mỹ đầu tiên của ông Tập Cận Bình kể từ năm 2017. Ông dự kiến gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại một địa điểm không được tiết lộ ở vịnh San Francisco vào sáng thứ Tư và sau đó tham dự tuần lễ cấp cao APEC. Cuộc gặp trực tiếp giữa ông Biden và ông Tập Cận Bình sẽ chỉ là cuộc gặp trực tiếp thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo này kể từ khi Tổng thống Mỹ nhậm chức vào năm 2021 và được các quan chức Mỹ coi là cơ hội để giảm bớt căng thẳng giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới này. Đại diện thương mại Mỹ Catherine Tai cho biết, Cuộc hội đàm ở San Francisco diễn ra vào thời điểm có nhiều bất ổn và thách thức lớn đối với khu vực. Bà lưu ý căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng, chuỗi cung ứng mong manh và cuộc khủng hoảng khí hậu ngày càng tồi tệ. Trước đó, ông Biden cho biết mục tiêu của ông trong cuộc hội đàm với ông Tập Cận Bình sẽ là cải thiện mối quan hệ với Trung Quốc sau thời gian quan hệ căng thẳng. Ông cho biết sẽ tìm cách nối lại liên lạc bình thường giữa hai siêu cường quốc, bao gồm cả các liên lạc giữa quân đội với quân đội. Người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói với các phóng viên rằng ông Biden và ông Tập cũng sẽ nói về cuộc xung đột israel hamas ở Gaza và cuộc chiến Nga-Ukraine. Các vấn đề kinh tế cũng sẽ nằm trọng tâm trong chương trình nghị sự. Tổng thống Biden cho biết Mỹ không muốn tách rời khỏi Trung Quốc mà chỉ muốn mối quan hệ kinh tế tốt đẹp hơn. Chính quyền của ông đã nỗ lực giảm thiểu rủi ro cho một số chuỗi cung ứng quan trọng của Mỹ từ Trung Quốc khi sự cạnh tranh kinh tế và quân sự giữa hai nước ngày càng gia tăng. Trung Quốc đã cắt đứt liên lạc quân sự với Mỹ sau khi chủ tịch Hạ viện lúc đó là bà Nancy Pelosi đến thăm đảo Đài Loan mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Khôi phục liên lạc là mục tiêu hàng đầu của Mỹ nhằm tránh những tính toán sai lầm giữa quân đội hai nước. Mối quan hệ giữa hai siêu cường này trở nên đặc biệt căng thẳng sau khi ông Biden ra lệnh bắn hạ một khinh khí cầu của Trung Quốc bay qua lãnh thổ Mỹ vào tháng 2 năm nay. Các quan chức hàng đầu của Mỹ kể từ đó đã đến thăm Trung Quốc trong nỗ lực xây dựng lại liên lạc và lòng tin.